với cái hỗn hợp nãy giờ của chúng ta, sau khi mà trộn và dầm cái tỏi ra thiệt là nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ trét lên bề mặt của bánh mì. À, mọi người cố gắng đừng có, đầu tiên là đừng có lấy cái nước, tại vì nó sẽ làm cho cái tay mình á, mình không kịp đó, thì bánh mì nó bị thấm phía dưới không có ngon, bánh mì nó sẽ bị mềm á. À, chúng ta quết đều. À, mọi người nhớ những cái cạnh viền của cái bánh mì bơ tỏi này nè, hãy nhớ quét đều nó luôn để cho khi mà nó cháy lên đó, nó khi mà chúng ta nướng nó lên á thì nó sẽ vàng ươm như một cái mặt này nhé. Còn một cô gái nữa mà, đó chính là chị Khả Như. Thôi thì bây giờ SC sẽ đem đến cho chị Khả Như một thử thách đi. Để xem, trong lúc đói bụng như thế này mà có một cái bánh mì bơ tỏi thì là tuyệt vời quá đi. Thôi thì chúng ta hãy cùng thử thách chị Khả Như. Tỏi à, đây rồi, tỏi đây rồi. Đây là tỏi của SC và SC sẽ truyền qua cho Khả Như. Chính là hãy làm bánh mì bơ tỏi trong vòng 7 phút thật ngon, thật nức lòng người. Và đây là tỏi của SC ship qua cho chị Khả Như. Ai cha, một củ tỏi. Ủa SC bữa nay cho mèo làm tỏi hả? Để coi mèo sẽ làm món gì nha. Đầu tiên thì mèo xin chào quý vị khán giả của chương trình Bí kíp vàng phiên bản thử thách tại nhà. ST đưa tỏi cho mèo, mình nghĩ ra rất là nhiều thứ, ví dụ như làm tỏi đen nè, hoặc là cơm chiên tỏi là nhân không. ST đã bắt chọn cho mèo đó là bánh mì bơ tỏi. Khi nhà mèo có bánh mì, nhà mèo có tỏi thì ngại gì không làm bánh mì bơ tỏi. Chờ xem nhé. Và chúng ta sẽ có củ tỏi, chắc chắn sẽ là củ tỏi. Vậy thì bây giờ đã có đủ nguyên liệu và cũng như là dụng cụ hỗ trợ rồi. Nhưng mà làm sao để mà có thể làm cái tỏi này nó nhanh hơn, thay vì mình phải bầm hay là mình phải mất thời gian ngồi lột ra rồi mình mới quết lại với bơ và đường, thì bây giờ mèo có một cái mẹo dành cho tất cả mọi người. Đó là chúng ta hãy bỏ cái cục tỏi này vào trong lò vi sóng. Đây, mình bỏ vào trong và mình để nó trong vòng 2 phút để xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Còn một cái bí quyết chia sẻ với tất cả mọi người luôn là mèo học được lúc mà mèo ở nước ngoài á, là cái bánh mì bơ tỏi này nè thì thường nó sẽ có bơ với đường. Thì chúng ta khi mà quết bơ với đường lên trên rồi á thì chúng ta hãy bỏ một lớp mật ong ở phía trên thì nó sẽ rất là thơm và ngon, và nó sẽ vàng cái bánh kiểu như hơi khét, nhưng mà thực sự nó không phải là khét của bánh mì mà nó là lớp khét nhẹ, lớp cháy của đường á, nó sẽ làm cho cái bánh nó nhìn nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Ý tỏi của mình xong rồi, mọi người có thể xem lại nha, hoặc là nếu mà xem tập này thì vẫn có thể biết làm thế nào để bóc tỏi nhanh nhất ạ. Wow. Nó nở ra nè mọi người ơi, nó hay chưa, nó rất là dễ mở luôn. Đây, thấy không, cái tỏi của nó thì giống như là gần chín luôn rồi đó. Nè mọi người nhìn thấy cái tỏi bên trong đó không? Vậy thì chúng ta rất là đơn giản thôi, biết được thêm một cái mẹo, đó là để có thể bóc tỏi thì là nhanh, nữa là món bánh mì bơ tỏi hoặc là bất kỳ một món nào mà cần bóc tỏi nhanh và làm cho tỏi mềm hơn á, thì chúng ta có thể bỏ vào lò vi sóng trong vòng 2 phút. Cái này lúc mà mèo xem á, mèo cũng chưa bao giờ thử hết. Đây là lần đầu tiên mình thử á, công nhận biết tiếp về. Luôn cho những cái gọi là kinh nghiệm. Quá hay luôn á. Này, trời ơi, lộ bằng tay nó rất là dễ luôn. Mà nó cũng không có bị hăng cái mùi mà tỏi sống khó chịu nữa. Ok, vậy đã xong. Vậy thì bây giờ sau khi đã xong cái tỏi này, mình bỏ vào trong bơ rồi, mình sẽ tiếp tục bỏ vào microwave nhé. Bỏ vào lò vi sóng của chúng ta. À, tiếp tục để 2 phút thôi. Cái phần bơ đường của mình là sắp xong rồi đó mọi người. Wow, nó còn sôi luôn đó mọi người ơi. Ok, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bỏ rau vào, ngò cho nó thơm. Mọi người ăn, mọi người sẽ thấy cái cọng rau á, đó là cọng ngò nha mọi người. Đây, chúng ta trộn hỗn hợp này lên nhé. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ
với cái hỗn hợp nãy giờ của chúng ta, sau khi mà trộn và dầm cái tỏi ra thiệt là nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ trét lên bề mặt của bánh mì. À, mọi người cố gắng đừng có, đầu tiên là đừng có lấy cái hỗn hợp. Này lên trên bánh mì, vậy thì chúng ta sẽ bỏ vào lò vi sóng với nhiệt độ 170 độ và trong vòng 3 phút để xem ST chờ mèo bánh mì vừa tỏi sẽ tới với ST. Than đây, bánh mì vừa tỏi của mèo đây, giòn thơm vàng vừa đủ và rất là ngon. À, ngon một hồi mèo ngon quá thì ngon. Ép ơi, cảm ơn ép. Cảm ơn ST đã đưa cho mèo cái thử thách này. Tại vì cái thử thách này làm cho mèo no quá, ngon quá. Mọi người ở nhà nghe thử làm cái này ngon lắm. Và nãy á, mèo có nghĩ trong lòng là nếu như mà mình làm thành công, chắc chắn mình sẽ gửi qua cho ST nha. Thế là mèo đã có món thiệt là ngon. Trời ơi, mèo rất là muốn là hả. Mọi người khi mà xem cái chương trình này, xem cái số này, mọi người sẽ ở nhà làm và gửi cho mình xem những thành phẩm của mọi người ha. Mèo rất là háo hức xem mọi người à. Nếu như mà xem mèo làm xong, mọi người sẽ làm nó ngon như thế nào, chắc chắn là sẽ ngon hơn mèo rồi. Và bây giờ Lê Dương Bảo Lâm, thử thách dành cho em. Chị cảm thấy có một cái loại củ nó rất là tốt và rất là ngon và làm được rất nhiều món. Đây là đề rất là dễ cho em trong những ngày đầu em tập tành nấu đồ ăn cho vợ. Hãy làm một món ăn bất kỳ đến từ khoai môn. Xin mời.